Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai rất bức xúc khi mảnh đất thổ cư mà gia đình họ đã sinh sống bao đời nay, sau thời gian dài các cơ quan chức năng thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án chuẩn hóa hồ sơ địa chính, đến nay vẫn chưa được cấp lại. Gia đình ông Đặng Xuân Ké sinh sống trên mảnh đất rộng 250m2 từ năm 1979 và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1998. Năm 2013, thực hiện chuẩn hóa hồ sơ địa chính, cơ quan chức năng đã thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông. Tuy nhiên, đến thời điểm này chính quyền địa phương vẫn chưa cấp lại. Các nhà xung quanh, là nhà cạnh nhà tôi là người ta được cấp lại hết, nhưng mà còn riêng nhà tôi lại không được cấp. Không biết là do nguyên nhân gì mà không được cấp. Tôi kiến nghị với các anh, các bác là tạo điều kiện giúp cho cấp cho hai bố con tôi. Căn nhà này được ông Phạm Tuấn Anh xây dựng từ năm 2010. Thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1998. Nhưng mới đây, ông Tuấn Anh lại phát hiện thửa đất của gia đình đứng tên người khác. Kiến nghị với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã quyết định hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ. Tuy nhiên, gia đình ông Tuấn Anh vẫn chưa được cấp lại giấy tờ mới. Tôi đang đặt vấn đề là từ 2017 tôi phát hiện ra mà đã là ra xã giải quyết rất là nhiều lần. Đấy, rồi huyện, rồi lên cả tỉnh, lên tòa án tỉnh rồi. Đã có quyết định thu hồi rồi, để trả lại cho tôi rồi. Nhưng mà đến giờ phút này là tôi làm phải đến 5-6 lần hồ sơ rồi vẫn không được cấp. Theo thống kê, trên địa bàn xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, còn hàng trăm hộ dân vẫn chưa được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Có nhiều hộ bị cấp chồng lấn với các hộ khác. Sự việc này xảy ra sau khi địa phương tiến hành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện đo đạc, chuẩn hóa hồ sơ địa chính. Xây dựng một cái dự án khác để điều chỉnh lại cái dự án của công ty Xuân Hồng là điều chỉnh lại xem là bao nhiêu trong xã có bao nhiêu hộ sai thì để làm lại theo cái thực tế. Nhưng việc này cũng chưa được tỉnh chưa có ý kiến trả lời cụ thể. Thực hiện chuẩn hóa hồ sơ địa chính, các hộ dân đều chấp hành. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà đến thời điểm này, hàng trăm hộ dân vẫn chưa được cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên chính mảnh đất của mình. Điều này không chỉ gây tâm lý lo lắng mà còn gây vướng mắc trong thực hiện các giao dịch hành chính của người dân. Thưa quý vị, trong chuyến công tác gần đây tại quần đảo Trường Sa, ngành điện lực miền Nam đã bố trí đoàn khảo sát thực hiện việc nâng cấp, bảo dưỡng nguồn điện, bảo đảm phục vụ nhu cầu sinh hoạt trên các đảo. Do khoảng cách địa lý xa đất liền hàng nghìn hải lý, nên nguồn điện phục vụ sinh hoạt tại quần đảo Trường Sa chủ yếu là nguồn năng lượng sạch. Tại đảo đá Tây A, sau 7 năm đưa vào sử dụng hệ thống điện gió và điện mặt trời, một số thiết bị và chức năng đã bị hao mòn, cần được bảo dưỡng, nâng cấp. Cái nhu cầu của các người dân và chiến sĩ trên đảo càng ngày càng nhu cầu càng lớn. Do đó mà chúng tôi phải đáp ứng. Do vậy mà chúng tôi sẽ đổi mới công nghệ và nâng thêm cái lượng ắc quy lưu trữ. Đoàn khảo sát kiểm tra nắm tình hình hoạt động của các thiết bị điện tại nhiều điểm đảo khác. Nhờ có nguồn điện cung cấp ổn định lâu dài hơn trước, từ 2 năm trở lại đây, nhiều đảo tại Trường Sa đã có thể sử dụng tủ cấp đông, trữ thực phẩm tươi trong nhiều ngày, đời sống người dân và chiến sĩ được nâng cao rõ rệt. Thưa quý vị, từ xưa đến nay, sách đã trở thành công cụ chủ yếu giúp cho con người lưu trữ và lưu truyền tri thức trong xã hội. Đọc một cuốn sách là trở về với lịch sử, làm sống lại quá khứ của nhân loại, thể hiện niềm tri ân sâu sắc đối với biết bao thế hệ đã dày công tích lũy nguồn tri thức quý giá. Sách là người thầy, hướng con người đến những giá trị nhân văn. Thấu hiểu điều đó, nhiều nhà hảo tâm đã thực hiện chương trình Vườn Ươm mang tri thức ra đảo. Hành trình đến với đảo Cát Bà, Hải Phòng phải di chuyển qua chặng đường vượt biển. Thế nhưng, ai cũng hết lòng mang tri thức đến với nơi biên giới, hải đảo. Chương trình Vườn Ươm mang tri thức ra đảo nhằm gieo mầm tri thức hướng tới các trẻ em, học sinh, sinh viên với ý nghĩa lan tỏa kiến thức và những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng. Đây là một cái việc nó rất là ý nghĩa. Nó mang một cái giá trị nhân văn sâu sắc. Cái giá trị của ở đây phải nói là nó không phải là giá trị của một năm, không phải giá trị của một thế hệ, mà nó mang cái giá trị xuyên thời gian. Với sự đồng hành của các nhà hảo tâm, chương trình đã trao tặng 768 đầu sách cho tủ sách cộng đồng tại chùa Linh Quang, đảo Cát Bà.
Với những đầu sách được trao tặng lần này sẽ giúp người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, có cơ hội được tìm hiểu tri thức, những điều hay lẽ phải. Em được thêm biết được thêm được nhiều kiến thức này, và các em mỗi lần mà chuẩn bị được đến tủ sách ở chùa Linh Quang là các em rất thích thú, các em thi đua nhau để đạt thành tích xuất sắc, để được tuần này hoặc tháng này mình sẽ là người được đến tủ sách để đọc ạ. Sau mỗi giờ học buổi chiều thì con sẽ vào chùa Linh Quang để con đọc những cuốn sách hay, và nhờ những cuốn sách hay đấy con đã rút ra được nhiều kinh nghiệm và những điều học tập trong cuộc sống ạ. Huyện đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh. Nhiều năm nay, các ngành các cấp cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đến bà con đồng bào nơi hải đảo xa xôi. Trong đó, chương trình mang tri thức ra đảo của các cá nhân tổ chức đã chung tay xây dựng nền văn hóa đọc, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người dân nơi đây.